Có này em, thật sao à? Cũng được. What is my target? Aim. What is my target? Master of the Chancellor. Xin chấp nhận Chancellor. Nhiều tướng nhỉ, tiền nhiều tướng nhỉ. Rồi này thôi. Vera hai con cũng đáng đi được. Em chấm đi. Tướng hơi xấu nhỉ. Mọi chiêu trò để chúng ta sống sót. Thánh 2 AT hơi khó rồi, khó sống nhỉ. Xiên. Ok. Sấy chết lấy, ok, mất mana rồi. Ba này càn là chết. Mình sẽ bắn 2 ngày đi. Giữ tiền. Thắng mình bán em mua thêm con nữa được. Thế thắng 21 đúng không? 21 là mình mua thêm con nữa thành 20. 21, 30, 30. Phát sau 30, xong rồi mình mua thêm một con một vàng nữa. Mình chơi liều lĩnh một chút. Mày giữ được cái chuỗi. Ồ, cũng không nhiều bạn đâu. Thế chuyện xong mình phải... Thế chuyện xong mình để 3 tướng nhỉ? Xong mình để 3 tướng. Đây không? Ba tướng hơi liều. Thắng được đấy. Bạn này thì hơi khó. HT mình gặp rồi mà. Nhưng mà HT đi rồi này. Bạn HT bỏ rồi. Tạm lên một tướng. Vui lên. Chơi đi. Thắng được, nghĩ thắng được. Pha mình xiên được một phát, chắc thế. Thì phát một phát, ok em ơi. Gần như vậy. Ôi, HT xây đừng đẹp quá em ơi. Xây đẹp thế. May không sao. Cái đồ khá xấu và chúng ta sẽ chuẩn bị có thêm những quả đồ xấu xí tiếp theo anh em ơi. Những quả đồ xấu xí sắp đến rồi. Lâu này chắc mua sau rồi nhé. Biết thôi mình cũng thích up sớm hơn anh em. Up sớm để thêm tướng. Tầm 5 sẽ thêm 3 vàng. Xem đánh gì nữa anh em ơi. Chúng ta còn này. Chắc cũng thường đánh thì tăng sao hay đánh thú đánh là dễ. Máy hạ án. Cung thì cũng được nhưng mà cung nó hơi cười. Long xin luôn. Ám nhỉ? Mình cái hắc ám nhỉ? Lâu nay hắc ám nhỉ? Xin quả một đại. Yeah. Là cái này thôi. Này đi bộ lên đánh nhau ấy. Xin luôn. Chào nhau. Nhót. Thời thế đã có khá sớm nha anh em, chúng chờ thêm một đại nữa mà chơi hắc ám đi. Đồ lắm không chơi hắc ám. Hiệu quả của việc là lên lên cấp sớm đấy anh em. 2% từ 4 vàng thôi nhưng mà tranh nhau được, thích thế. May mắn đấy. Trận này chắc thua nha. Lo xiên luôn rồi. Mày bưởi. Ok.
Tắm hoàng, xử lý nó đi, đúng không? Quẹt này đẹp chưa? Đúng trụ mà thích đấy. Xong rồi đập lên luôn, đập 6 thêm tượng 4 vàng. Kiếm nắc 2 sớm. Mình đập nắc 2 sớm luôn, ngọc đại truy hồn. Ê, nhiều lúc ra kiểu tướng ở dưới, à đâu, mình đang ở tốc đầu ấy. Nhưng mà tướng nó đồ nó vẫn ra đồ đẹp ấy. Nhiều cái gì quá đấy. Tập này chơi ngọc đại ấy, mình đúng là đấm mồm. Nguyên tố này. Ăn thú đi. Cái thú này đâu. Thêm thì thêm, chắc là thêm na cờ rốt đi. Hô ti được nè, cho phải hấp vui. Ui chào cửa. Hấp hẳn trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Vì diệt phết nhỉ? Phải vì diệt. Vì lần 2 nhìn ngon, đét. Không đát thì đát. Không cần. Liên hiệp thì sao? Liên hiệp đi. Tăng tốc đánh các thứ đi cho vui. Không cần. Không hơi cần nếu mà đề phòng đánh trợ thủ. Cân nhắc anh em ấy, chờ xem một chút nữa ra xem ra cái đồ gì tướng gì, đồ sĩ ba con thì còn đồ sĩ đâu nhỉ? Anduin. Em đồ gì tướng gì đã nhá. Cái góc này mình xin ra đôi được không? Cái mình xin đôi được không? Duyên quân đây. Xiên. Ok. Đây được luôn để giữ chuỗi thắng nhỉ? Luôn. Rồi một độc sĩ luôn đi. Độc sĩ này. Thêm liên hiệp. Vào hạ nó hạ được. Ám đốt nhanh để cho con kia nó xuống máu anh em. Vì con lấy lá này. Xuống máu nhanh thì ám hoàng nó còn xử lý em. Thêm một đại. Thêm một đại phát mình đập lên Narcot 2 luôn cũng được. Uy tín đi. Uy tín chưa uy tín được. Lau à. Thêm một lau nữa, thêm bán thần. Rồi, 13 con voi. Bao nhiêu con Alice không biết. Cái gì này? Chết 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 gì cũng cười. 16 con Alice anh em ơi, trận này nhiều trận thủ hơn này. Bắn thần chẳng đánh cũng được. Bắn hoàng có thể bỏ được. Xui. Hai ấm hoàng đi lấy hai bắn thần. Ám. Ngọc đại anh em ơi. Xích ra. Này ngon, này ngon. Sách thánh nhỉ? Này ngon. Thần này. Voi 2 này. Con xem luôn. Xem nào có được đánh. Bình thường. Đừng cù. Đấy bằng đam của Narcot nhé. Narcot này bay xuống được thương đánh. Bay thương đánh hai bên. Đam Narcot xem được. Đam bắt đánh thường này. Đam Narcot hơi mỏng.
chưa ăn thua lắm. Không sao, được, chấp nhận được. Phối 2. Ủa, chấp thua. Choi, Gaia. Choi đi. Choi cho Floor, còn một lấy thêm bán thần nữa. Bị ma lốc không? Cần ma lốc thì ma con. Bán thần đi. Hoàng vào đây. Ma cót gần như là ulti được tí nữa. Hoàng. Hoàng chắc nhóc chắc. Roma, nó trên 2 con Roma này để được sĩ. Tố. Lau cần đồ. Azenka. Lau chết sớm á. Thế 8 sớm phết này em ấy, chịu thắng mình dày. Lên 8 rồi. Tối cho mình thêm nguyên tố hắc ám gì đấy. Này Norman thế à. Hoa cũng không tác dụng nhiều nữa. Thì men là gấp đi. Magenta đi. Floor 2 cần đúng không? Floor 2 cần đâu. Trao đổi với Floor. Siêu nguyên tố. Tố cũng ngon nhỉ. Cứ mất đấy không đập lên luôn, đập lên nắp 2 luôn mà giữ máu em ấy. Nguyên tố ám à. Nên cao tin một phát này. Nguyên tố hắc ám cũng được. Vừa gây sớm không? Đã gây sớm. Những chơi thắng này ngon này. Nói có 7 con tìm chút nhá. Tăng sao thì chưa cần dùng đâu. Cứ để đấy đã. Thần. Để nó đập cái voi 3 cũng được. Nói có thì chắc là sẽ lên được 2. Để nó có được đan chính. Tìm nó có 2. Sống đây. 2 trước. Trước nữa. Nó có còn 7 con anh em, vẫn còn 7 con. Chích thương nhá. Bên đáy bên này. 2 thương đáy bên này. 3 thương đáy bên này. Chẳng đến được nó có 2 cơ anh em ơi. Cũng phải có cái thương gì đấy. Thương được. Đùng này cho voi à. Nhỉ? Có 2 này. Dư 2 này. Có 2, ok. Lên rồi. Thằng chắc mất chuỗi ở đây rồi, sắp mất chuỗi ở đây rồi. Dòng đường góc này cũng ok nhé. Dòng đường góc này. Dư sang bên này một chút. Q
Red nộ luôn này. Ui, nó có ulti, ok. Tìm tín tin tưởng đấy. Azenka. Nhưng mà kể ra nó không có cho con Azenka này, ulti chết được con cát đấy nhỉ. Counter là con cát liền đấy. Đứng thẳng mặt con cát luôn cũng được. Học đại. Khá tín. Thì truy hồn cho dòng. Mà có ulti liên tục đi. Thần. Chết nhở, tìm đem bán thần. Thần được. Truy hồn có thần. Chút nữa nhá em nhá. Chút nữa. Mấy cái đấy nó có đi, thích nó dòng rồi mất. Chết thương. Thương này này. Ba thương này này thôi em. Ba thương này kia ấy. Không mặn nào rồi. Giờ mình có duy hồn thổi con cát này. Con có ulti này. Ulti hai phát liền đi. Nếu không có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Bắt được voi 3 được không nhỉ? 5 con có 5 con già voi. Cân kèo phết ta. Dòng này này. Rồi. Có chui đây đẹp rồi. Thêm hai tướng luôn, thêm hai bán thần luôn. Nguyên tố giờ hơi sớm. Tại bây giờ cũng chưa von cát mà. Chưa von cát thì cái sách thánh này vẫn để cho Narcot vẫn khá là ngon. Nếu mà Narcot thì mình sẽ cân nhắc mình cho bán thần vào để cho von cát cái sách thánh. Narcot ulti luôn. Truy hồn vào von cát rồi này. Von đi nào em ơi. Con cái giống dâu lâu nhở. Bị sống dai ấy. Sống dai bì rây ấy. 6 5 thường chết. Chụp lên luôn được không nhỉ? Để lựa chặt vào con gì. Mà cũng giữ, giữ chuỗi thắng phát. Giữ chuỗi thắng. Thêm pháp sư đi. Pháp sư cho con này vào đây này đây này. Thêm có pháp sư mình sẽ tướng buồn cười hết. Có đồng tiền. Có đồng tiền, nó có đồng tiền phát nữa này. Truy hồn dính vào người này, Azenka và ulti choáng á. Ok. Giữ chuyện thắng vòng này này, ngon phết. Thắng 14 này. Tươi tắn đấy. Tươi tắn lắm. Cần thêm Lily tạm. Nếu mà không có thêm bán thần khá là ngon luôn. Có thêm von cát thì cho thêm bán thần vào. Mình tổ đi. Ném bóng lên này. Ném bóng lên này. Ném bóng. Thêm tí tiền nữa nha em nhá. Rồi phải. Có đi rắc này, quá là lại. Thế thêm hai bạn bán thần vào nữa này. Thế thì con sách thánh này sẽ ném cho con khác rồi. Cho gì nhỉ? Cũng gì cũng thấy hơi kỳ. Mình sẽ cho truy hồn cho con Narcot được, nó ulti được luôn. Thế cũng được, hai bán thần. Nó hai bán thần là Narcot ulti được luôn. Cứ giống nên sách thánh sẽ thổi thêm nhiều lần cũng được. Narcot sẽ ulti được một lần. Tìm một lần được. Hãy cho nó cũng tìm hai lần nhỉ. Nó sách thắng này sớm muộn gì cũng phải đến trong trong con khác thôi.
Okay, okay. Thôi, con cát vào đi. Đấy. Cát vào đây nhá, cái này nhá. Sạch thẳng cho con cát nhá. Khi hồi con này điểm cho con cát nhá, cái này cho voi nhá. Actually, để cho Choi ăn cho con rồng được. Cho con cát được. Cho con cát đi. Ba nguyên tố. Thêm con pháp sư nó bỏ con nguyên tố đi em. Mỏng thế. Ai chỉ bỏ con nguyên tố. Thật ra nhà này cũng điên. Nhà này cũng điên rồi. Nhà này có những quả bán thần nó đập cho phát gần chết hết luôn. Thế tháng sau chưa dùng. Chưa biết cho con voi, cho con nắc hay cho con gì đây. Bán thần à. Cho bán thần vào cũng được thôi. Thích mình cho bán thần là thôi cái gì đâu. Đại thêm ngọc đại đi cho rồng tạm đã, tí nữa cho con ilu là bị ilu hai vậy. Ừ. ilu hai cần tôi đang cần tôi đang hai cần. Cứ thấy em ơi. Dạ tạm đi đi mà. Dìu nhót. Đi lùi thay nốt con Azenka nữa. Sao? Những này chết lâu quá vậy. Azenka đi, không gửi nó đi. Vào đi. Ilu 2 là cái voi 3 nhỉ? Đấy bắt đầu lại chuỗi thua rồi đấy, không thắng được thằng nào. Thật. Ghét không. Đi em cần lên 2 đâu. Cho rồng thổi luôn nhé. Không sao. Azenka giữ lại xem. Giữ Azenka Lily mình tích Lily hơn em ơi. Thêm nguyên tố cũng không được tác dụng mấy đâu. Má đấm ghế đấy. Khó nhỉ. Nguyên tố à? Giữ lại không nhỉ? Thêm một sót tướng nữa thì mình thêm được gì? Thêm nguyên tố không? Lily bỏ đi thay Azenka. Thêm nguyên tố, một nguyên tố và bỏ một nguyên tố đi, một nguyên tố kia, 4 tiếng mana. Cũng được anh em ơi. Azenka phải bỏ. Bỏ con Lily đi. Con này phương thương này kia. Mình gặp bạn ấy rồi. Đấy này. Ai chỉ có thương. Khó quá. Nó không tìm được. Ui không kịp ulti. Ilu bù. Hết cả đội. Cắt không chết rồi. Còn đi. Chết rồi bạn kia, kiếm là một máu. Nhóm 3 này bây giờ sử dụng nhóm 3 này là gì nhỉ? Chỉ đấy thương nhé, của mình nhầm ấy. Đào sang này, đấy giết ma cót này. Còn chữ con Yon. Tỉnh bình tĩnh. Thế sao các bạn é nhé. Vào đi sớm hơn được không nhỉ? Cho em giống thổi luôn nhưng mà cho em ma cót thì sao? Cho em ma cót ulti được luôn này. 40, 35, đánh thử một phát. É này đúng không? Thương phát đại. Đúng không?
Mình chui vào góc con Yon này quá, mà thương mắt đáy anh em ơi. Làm sao mình chui được vào góc này? Nó bắt lại chui giữa rồi. Đó, nó có gần như ulti được luôn. Nó còn có Choi đấy, mà gì Choi hiện này không quan trọng lắm, bởi vì có Yon. Choi này, Void này phế nhỉ. Void chỉ miễn nhiễm cho Von Cat các thứ thôi. Hay là có Nacota. Ba thiếu một bao nhiêu? Thiếu một con này. Bốn con cơ. Này cầm tướng nhiều quá thì buồn cười. Mình làm đánh hai Nacota vậy. Này lắm đánh hai Nacota. Có. Genka. Thế là thế cân nhắc nhé, chúng ta lên thêm 2 quy tính quy về cũng được. Chịu được chưa? À, có xà vời lắm anh em ơi. Để cho nó có đi. Tạm thời cho nó có đó. Con voi. Mình tạm. Elu, bán con Elu đi cho thêm con thêm. Chắc này trông hủy diệt hơn nhỉ. Thêm này hơi thừa này. Thêm trông cũng phải hủy diệt hơn mà vừa rồi. Ê, thôi sao sao xong rồi. Trông cũng phải hủy diệt hơn đấy. Trọng nó có thể ulti được luôn nữa. Kèm vào khá là ngon. Voi mình thì đứng sát nó có luôn. Rồng cũng chẳng quan trọng lắm. Sợ này đánh chẳng là dùng đến rồng ấy. Thêm một này thôi. Bây giờ em với mình đã kết thúc rồi. Anh thích chương trình hãy like, subscribe. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.